Tập 9. Chàng có điều gì khó nghĩ, nói đi. Phu nhân nhìn ra ta có điều khó nghĩ. Khi nào mà chàng gạt được cả thiếp, lúc đó mới đáng sợ. Có phải hồi sáng này chàng nói với cấp đại ca Tào Tháo không giết mẹ huynh ấy là nói dối không? Không phải nói dối. Lần này là ngũ quan trung lương tướng tới tìm ta. Thừa tướng lệnh cho ngày ấy tìm cấp bố trong vòng 3 ngày. Tới lúc đó ta mới hiểu, người mà lần này thừa tướng phạt không phải là cấp bố đại ca, mà là con của ngài ấy. Vậy ngũ quan trung lương tướng biết cấp đại ca ở nhà ta? Phải. Lỡ như cấp đại ca không về thì sẽ ra sao? Thì thừa tướng sẽ mượn chuyện này làm cây cớ tước đi quyền hành của trung lương tướng, thẳng tay gạt trung lương tướng khỏi vị trí thế tử một cách triệt để. Gặp phải một biên cô lớn, trung lương tướng ắt phải mất cả chì lẫn chài, sẽ dẫn binh tới nhà chúng ta bắt người. Đang nghĩ xem, với chức vị thái tử đối với ngài ấy không khác gì tính mạng và tôn nghiêm, làm gì có ai chịu hy sinh tính mạng của mình để cứu cho người khác. Có cấp đại ca đó, lần nào cũng cứu chúng ta, biết rõ là phải nộp mạng, cũng tha cho từ thứ rộng đạt. Chúng ta không giống những người ham quyền lực vô tình vô nghĩa, không thể bán đứng cấp đại ca. Phu nhân nói rất đúng, tính tình của phu nhân chu đáo hơn ta. Chưa tính cấp bố đại ca là ân nhân đã cứu phu nhân, huynh ấy cố nguyên trực, sao ta có thể bất nhân bất nghĩa? Cho ta một đêm, ta sẽ nghĩ ra được một cách vẹn toàn. Không cần lo lắng, đêm nay mặt trăng rất đẹp, chúng ta ra hậu viện ngắm trăng đi. Ngắm trăng, có thể nghĩ ra cách cứu cấp đại ca không? Phu nhân, cho dù ngày mai trời cao có sập xuống, thì tối hôm nay mặt trăng tròn vành vành cũng là của phu thê chúng ta. Tướng quân dừng bước, tránh ra. Mau tìm hắn cho ta. Tránh ra, tránh ra. Đại hiệp, là tôi nè. Bên ngoài sao rồi? Thừa tướng phái người tới bắt cậu. Cấp đại hiệp à, cậu mau nghĩ cách đi, để ta ra ngoài tự thú. Cấp đại ca, quên đừng nôn nóng, bây giờ quên ra ngoài tỷ phu sẽ mang tội chưa chấp ngay. Cầm giúp ta đi, tôi tự xông ra ngoài, họ không nhận ra tôi đâu. Chờ ra ngoài rồi tới phủ thừa tướng tự thú, sẽ không liên quan tới mọi người. Đúng, vậy thì còn gì bằng nữa. Quỳnh cứ chờ đã. Soát. Các người làm gì vậy? Phụng mệnh lục soát. Soát. Không ra thì thốt gì? Đứng lại đó. Tiếp tục lục soát. Các hạ là ai? Ta là tướng soái thừa tướng Cổ Báo Kỵ tướng quân, lính thọ đình hầu Tào Chân. Nhà các ngươi chứa chấp trọng phạm, ta tới truy nã. Trọng phạm gì chứ? Tướng quân xông vào phủ đệ có chứng cứ gì? Bắt được chính là chứng cứ. Tào tướng quân, dù sao nhà Tư Mã cũng là trọng thần triều đình, ngài không có chiếu thư triều đình dẫn binh xông vào, vậy cũng là trọng tội. Một tên chăn ngựa cũng là trọng thần. Tướng quân, phụ thân tôi là Kinh Triệu Doãn, đại ca cũng là người của thừa tướng. Tướng quân nói chuyện ít nhiều cũng nên nể mặt đi. Tam công tử vẫn chưa làm quan đã học kiểu cách nhà quan rồi,
Tôi nghĩ sao nó vậy? Có lẽ Tào tướng quân cũng tự cảm thấy chột dạ. Soát nhà các ngươi không cần kinh động thừa tướng. Nếu tướng quân muốn lục soát thì bước qua xác của tôi trước đã. Ngươi nghĩ ta không dám à? Ta cho ngươi biết, trong vòng 3 ngày nếu Trung Lương tướng không bắt được hắn thì phải bị xử theo quân pháp. Tới lúc đó có băm cái nhà các ngươi cũng không đủ. Tránh ra. Tam đệ, tránh ra. Tàu tổ, Tàu tước quân đã rút kiếm ra thì tôi cũng muốn mở mang tầm mắt. Cô muốn tạo phản à? Thủ lưu tình. Tàu tướng quân, Tàu tướng quân, ngài làm lớn chuyện, danh tiếng của Trung Lương tướng sẽ mãi mãi không thể nào lấy lại được. Chém đi. Phu nhân, nàng làm vậy là sao? Tàu tướng quân muốn giết người, chúng ta đâu thể không chịu chết. Phu nhân có điều chưa rõ, người trong thiên hạ ai cũng biết Tào thừa tướng và Trung Lương tướng là thân thiết nhất. Ngày ấy cũng không bao giờ làm những chuyện hại người không có lợi cho mình. Từ mày nói, nói tiếp đi, đừng ở đây đánh tiếng đe dọa. Ta cho người biết, Tử Hoàng nói rồi, cấp bố rất thân với người, 89 phần là trốn trong phủ người. Ta không tin là đào lên 3 tấc đất không tìm được hắn. Tướng quân, nếu chuyện này đơn giản như vậy thật, Trung Lương tướng phái vài người tới bắt cấp bố đi là được rồi. Sau khi sự việc xảy ra, ngài có thấy Trung Lương tướng tới phủ tôi không? Từ mãi, người mau khai ra, rốt cuộc ngươi cho Tử Hoàng uống mê dược gì mà để ý cứ bảo vệ cho ngươi hả? Hả? Tướng binh tay nắm trọng binh, cho dù tại hạ có 10 lá gan cũng không dám gạt tướng quân. Nếu tướng quân muốn biết trần tướng, chúng ta lên nhà trên nói, ngài thấy sao? Được, ngươi cũng chẳng dám giở trò gì. À, tôi nghĩ ra một cách, không biết là có kịp hay không. Cấp đại ca, quân cứ ở đây chờ tôi, tuyệt đối đừng ra ngoài. Không được ra ngoài nghe chứ. Nếu cậu thấy đói thì ăn tạm thứ này đi. Tướng quân, thật ra Trung Lương tướng không phải lúc nào cũng nhún nhường tại hạ. Chỉ là trong lòng Trung Lương tướng hiểu rõ chuyện này không chỉ là bắt một đào phạm đơn giản như vậy. Không đơn giản chỗ nào? Mời tướng quân dùng trà. Mời tướng quân dùng trà. À Chiếu, tỷ tỷ của muội còn giận không gì? Tỷ ấy còn giận lắm. À, vậy muội giúp ta nói với nàng ấy. Ê, từ mọi ý, cần gì phải làm vậy? Có gì cứ nói lớn lên đi. Chuyện riêng trong nhà, chuyện riêng trong nhà. Mau đi đi. Tướng quân, Tào thừa tướng có 3 đích tử: Tử Hoàng công tử, Tử Giang công tử, Tử Kiến công tử. Tướng quân cảm thấy trong 3 vị công tử này, vị nào có khả năng trở thành thế tử nhất đấy? Hỗn sự, chuyện của thừa tướng mà cũng dám tò mò hả? Tướng quân, ngài là thuộc hạ Trung Lương tướng, chuyện như vậy sao không nghĩ tới? Thật ra trong lòng tại hạ hiểu rõ, tướng quân và Trung Lương tướng vô cùng thân thiết. Có những chuyện trong lòng tướng quân hiểu rất rõ nhưng mà không nói được, đúng không? Đừng nói vòng vo nữa, nói thẳng ra đi. À, có nhiều lúc lời thật mất lòng. Nên nói xa nói gần một chút sẽ thuận tai hơn. Đi rõ, tránh ra cái ta. Chạy đi đâu dữ vậy? Nghe đi Từ Mã Ý, ngươi đừng hòng giở trò với ta. Nếu ngươi còn dám nhiều lời, ta sẽ bắt ngươi giao cho Mãn Sủng. Ông ấy những nại hơn ta nhiều, 18 kiểu tra tấn dạng nào cũng có. Nếu như ngươi mấy ngày mấy đêm cũng không sao. Dạ ngốc à? À được 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 được. Tướng quân đừng nôn nóng. Được.
Vậy tại hạ xin nói thẳng, chắc là tướng quân đã biết thừa tướng không muốn để Trung Lương tướng bắt được cấp bố. Chỉ có vậy thôi sao? Một câu này thôi đã mang tội ngộ ngược rồi. Vậy ta cho người biết, bất luận là ai, lần này ta phải giúp tử hoàng trở mình, tuyệt đối không thể vì một cấp bố khiến tử hoàng bị phạt. Tướng quân ghé tay lại để tôi giải thích thật rõ ràng. Nguyễn, từ mà ý người muốn chết, người đâu? Đứng yên đó, nếu tới gần ta giết chết hắn ngay. Cấp bố, người dám giết ta? Chuyện tới nước này rồi, ta có chuyện gì mà không dám làm chứ? Hay lắm, ngươi nghĩ làm vậy là khống chế được ta? Tướng quân cố chờ một chút, vậy bất đắc dĩ tại hạ mới ra hạ sách này. Yên tâm, tướng quân sẽ không mất sợi tóc nào hết. Tướng quân cứ cho tại hạ nửa canh giờ ha, tự nhiên ngài sẽ hiểu tường tận mọi việc, được không? Vậy sau nửa canh giờ ngươi sẽ giết chết ta hay là giao hắn cho ta đây? Chờ nửa canh giờ sau tại hạ đem tính mạng của mình giao cho tướng quân. Để đó tôi. Đập được rồi nè. Mời tướng quân uống ngụm trà. Ta nuốt nổi trà sao? Hả? Đứng yên đó. Trung Lương tướng, ngài tới rồi. Tính ra chủ quan, để làm gì vậy? Cấp bố, bỏ kiếm xuống đi. Còn không bỏ xuống. Ê, đứng lại cho ta, bảo vệ hết chỗ này, mau. Dạ. Đứng yên đó. Chủ quan, dẫn hết người của huynh ra ngoài nghe. Chủ quan, bây giờ là lúc nào rồi để còn bảo vệ cho hắn? Ngày nào phụ thân chưa giáng tội để vẫn là Trung Lương tướng, để không bàn mặt với huynh, đi làm mệnh lệnh. Đi đi, đi. Tướng lĩnh, tất cả ra khỏi phủ Tư Mã. Dạ. Chuyện gì rồi đừng nói cho ai biết. Yên tâm, để không xấu hổ ta cũng xấu hổ. Tướng quân, Từ Mã Ý, cả đời lão tử hận nhất là người khác kề đao vào cổ. Tôi cô ấy không gọi ta, hôm nay ta cũng sẽ tới. Quả nhiên ở nhà của ngươi. Trung Lương tướng,
Thật sự Thảo Dân chỉ là bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Trên dưới phủ Tư Mã, ngoại trừ cấp bút huynh ra, không ai làm tướng quân bình tĩnh được. Mong Trung Lương tướng thứ tội. Ngươi kêu cấp bố khống chế Tào Chân, kêu Quách Chiếu tới tìm ta, sao ngươi dám chắc chắn ta không bắt cả người và vật về một thể chứ? Chuyện lần này cho Thảo Dân bàn bạc lại với Trung Lương tướng. Chỉ là không phải ở trong phủ Thảo Dân, Thảo Dân không muốn liên lụy tới người trong nhà. Được, vậy ngươi dẫn ngựa ra, đi theo ta. Dạ được. Tỷ phu, trước đây ngươi cũng dùng cách này lấy được lòng tin của Tuân Úc, chiến thắng Dương Tu. Lần đó Thảo Dân không có đường lui, chỉ có thể liều một lần. Nhưng mà mùi vị của chết đuối không mấy dễ chịu. Ta biết chứ, ta cũng thường có cảm giác đó. Nhưng vẫn tốt hơn ngâm mình trong hồ nước lạnh như băng, lạnh tới thấu từng đốt xương. Dới lên không tới trời xanh, nhìn xuống không tới hoàng thổ. Ông đừng vượt sông, ông cứ vượt sông. Rốt cuộc phải vượt sông bằng cách nào đây? Thật ra Trung Lương tướng không phải chỉ có một đường để đi, cũng không bắt buộc phải qua con sông này. Còn đường khác sao? Văn chương, đại nghiệp trị quốc là chuyện của đời đời. Ngươi từng đọc văn chương của ta? Đọc được hai câu của Trung Lương tướng, vô cùng khâm phục. Tài hoa của Trung Lương tướng, nếu như chuyên tâm nghiên cứu, sẽ lưu danh thiên cổ. Nhìn ta giống một người phú quý nhàn nhã, tiêu diêu tự tại sao? Thế sự đang loạn lạc, nào dám như vậy? Nếu ta làm như vậy thật, sẽ không lưu danh thiên cổ, mà chỉ là trò cười. Ta không làm được. Thảo Dân to gan, hỏi Trung Lương tướng vài câu. Trung Lương tướng có thể nói thật lòng không? Với người, ta không có gì để giấu giếm. Tại sao thừa tướng lại giao trách nhiệm bắt cấp bố cho Trung Lương tướng? Tại sao chỉ cho Trung Lương tướng thời gian ngắn ngủi như vậy? Cấp bố là người của hiệu sư phụ, ta đứng đầu hiệu sư phụ. Trung Lương tướng vẫn chưa nói sự thật. Phụ thân muốn mượn chuyện này giảm quyền lực của ta. Tại sao thừa tướng phải làm như vậy? Có những câu nếu như nói ra được sẽ không còn đáng sợ. Phụ thân sủng ái Tượng Kiến hơn. Phụ thân muốn lập Tượng Kiến làm thế tử, cả muốn mượn chuyện này để ta nhường đường cho Tượng Kiến. Vậy tại sao thừa tướng chờ tới giờ vẫn chưa lập Tượng Kiến công tử làm thế tử? Vì quốc pháp lễ pháp, ta là trưởng tử. Ở trong lòng các đại thần, ta được trông đợi hơn Tượng Kiến. Nói rất hay, đây chính là cơ hội duy nhất của ngài. Tất cả lão thần trong triều đều ủng hộ Trung Lương tướng, bởi vì ngài là trưởng tử. Thừa tướng không dám tùy tiện lập Tượng Kiến công tử làm thế tử, cho nên ngài mang hết khó khăn và phẫn nộ trút lên người của Trung Lương tướng. Thừa tướng chờ cho Trung Lương tướng phạm lỗi, như vậy có thể nói với các lão thần, Trung Lương tướng không bằng Tượng Kiến công tử. Ngươi nói đủ chưa? Ngươi nói như vậy để khinh biệt ta có đúng không? Thảo Dân không dám. Thật ra thừa tướng vẫn chờ cho Trung Lương tướng biết khó mà lui. Nếu Trung Lương tướng không bắt được cấp bố nhận tội với thừa tướng sẽ khoan hồng tha cho Trung Lương tướng, để cho Trung Lương tướng một con đường lui. Nhưng mà nếu như Trung Lương tướng bắt được cấp bố, không khác gì ngài đang tuyên chiến với thừa tướng và đệ đệ. Thử hỏi trên đời có được mấy người dám chống lại thừa tướng? Trung Lương tướng, ngài thật sự muốn làm như vậy sao? Ý của ngươi là nếu ta thực sự bắt được cấp bố, chính là tuyên chiến với phụ thân và đệ đệ, ta sẽ trở thành cô thần nghịch tử bất trung bất nghĩa. Nếu sau này lại phạm lỗi, coi như không còn đường để lui, có đúng không? Nếu ngài chọn đi con đường đó, sẽ không thể quay trở lại. Đừng nên vượt sông. Ông đừng vượt sông, ông cứ vượt sông. Đúng là không cứu vãn được rồi.
Tự kiến công tử, ngày hôm nay thần tới để chúc mừng ngài. Chúc mừng chuyện gì? Thừa tướng sai trung lương tướng bắt cấp bố, lẽ nào ngài còn chưa hiểu sao? Chuyện của hiệu sự phủ là chức trách của nhị ca mà. Công tử vẫn còn quá ngây thẳng rồi. Công tử không phát hiện ra đây là nước cờ của thừa tướng hay sao? Nước cờ để phong công tử làm thế tử, quét sạch tất cả những chướng ngại vật. Thế tử? Đây. Ý của đức phổ là nhị ca phải chịu tội. Trong lúc này trung lương tướng chịu phạt một chút thì phong công tử làm thế tử, các lão thần mới không phản đối được. Nhưng ta muốn dùng tài hoa, dùng khả năng đấu với nhị ca, không phải dùng thủ đoạn. Tự kiến công tử, chuyện tranh quyền đoạt vị đều kinh động đến triều đình, muốn không dùng thủ đoạn là chuyện không thể nào. Nhưng mà mấy chuyện dùng thủ đoạn, thừa tướng có thể che chở công tử, thần có thể giúp đỡ công tử, nhưng bản thân công tử cũng phải cố gắng nắm bắt, đừng để phụ lòng của thừa tướng và Dương Tu Thần. Rượu ngon. Rượu ngon. Công tử. Đi là gì? Không có gì. Thơ của Tự Kiến, trăm câu ngàn chữ nói không hết, nên gửi gắm vào thơ gian sao? Xin công tử đừng hiểu lầm. Đừng hiểu lầm? Nàng nghĩ ta không hiểu thơ gian, không hiểu tình ý ẩn chứa sau những dòng thơ này? Kêu ta làm sao tốt với nàng? Tử Quang, có một chuyện thiếp vẫn không hiểu. Chàng ghét thiếp như vậy, đáng lẽ không nên cưới thiếp. Ta chưa bao giờ ghét bỏ nàng, chỉ là số phận của chúng ta đều không nằm trong tay của chúng ta. Tại sao vậy? Nàng đừng hỏi tại sao. Ta đang rất hối hận khi biết được nguyên nhân, cho nên nàng không biết có khi lại còn tốt hơn. Anh cứ đàn tiếp đi, hay lắm. Dạ rồi, làm hứa tướng quân phải nhường cho ta. Không dám. Kiếm pháp của thừa tướng dày công tôi luyện, thần không phải đối thủ. Cậu là người thật thà nhất bên cạnh ta, đừng học theo bọn họ nói lời ngon ngọt su nịnh. Ta bị Mã Siêu truy đuổi sát tới tận đâu, trốn chạy khắp nơi, nhưng là hứa tướng quân một người một ngựa tay không đại chiến với Mã Siêu, võ nghệ của cậu ta còn lạ gì? Thừa tướng là một chọi trăm. Luận về lục chiến, ta dám nói thiên hạ không có một quân đội nào có thể thắng được Hổ Báo Kỵ của ta. Chỉ là tiến quân Giang Đông đa số thủy chiến, hứa tướng quân phải dẫn binh luyện tập chiến thuật trên thuyền,
thần dân lệnh. Ngũ quan trung lương tướng dạo này có động tĩnh gì? Hồi bẩm thừa tướng, Tào Chân tướng quân dẫn binh bao vây phủ đệ Tư Mã Phòng. Ngũ quan trung lương tướng tới ngăn cản, sau đó không có động tĩnh, từ đêm qua tới giờ không bước ra ngoài. Nhà Tư Mã, lại là nhà Tư Mã, chuyện gì cũng liên quan tới họ. Tử hoàng không có động tĩnh, có nghĩa là đã từ bỏ chuyện tìm cấp bố. Tới giờ phút này, trung lương tướng vẫn chưa điều động binh mã Hứa Đô và Hiệu Sự Phủ. Mưu lược của trung lương tướng, thần không dám tùy tiện suy đoán. Như vậy cũng tốt. Ta là con của thừa tướng Ngũ quan trung lương tướng Tào Phi. Nay có người của phủ thừa tướng Từ Thứ đưa mẹ về quê trốn tội phản quốc. Hiệu sự phụ cấp bố phụng mệnh truy nã, nhưng niệm tình hiếu thảo từ thả tội phạm, luận quốc pháp phải bị xử trảm. Nhưng hạ quan cũng là người có phụ mẫu, hiểu rõ hiếu thảo luôn đứng đầu, giúp đỡ kẻ yếu, cứu giúp hiếu tử. Lòng này, lời này xứng đáng với một chữ nhân, cũng xứng với một chữ nghĩa. Hạ quan không dám phạm luật, cũng không thể vô tình. Nếu như cấp bố dám làm, dám nhận, thì hôm nay dưới ánh mặt trời tới đây tự thú nhận tội cho đúng quốc pháp. Ta thề với hai chữ nhân nghĩa, lấy tính mạng cả nhà của ta bảo vệ cho người nhân nghĩa. Hy vọng các vị mỗi người một tiếng, nói với cấp bố ta ở đây chờ huynh ấy. Công tử, công tử sợ cái gì? Ngũ quan trung lương tướng đang lập đài ở ngay giữa thành đông. Nghe ngóng tiếp đi. Dạ. Chàng quay lại đây, quay lại đây cho thiếp. Chàng kêu cấp đại ca đi tự thú sao? Trung lương tướng dương cờ nhân nghĩa, đây là cách duy nhất để cứu cấp huynh đó. Chàng đã nhận vinh hoa phú quý gì, chàng vì người ta bán đứt cấp đại ca? Sao nàng có thể nghĩ ta như vậy? Hai ngày trước chàng mới hứa cứu cấp đại ca, chàng vừa đi gặp Tào Phi về đã thay đổi chủ ý, rốt cuộc chàng muốn sao đi? Nàng hỏi ta muốn sao? Cấp huynh nè, huynh á, huynh có thấy tại hạ ghen với tình nghĩa của huynh và Xuân Qua cố ý hại huynh không? Đồng đạt huynh. Tư Mã Ý à, chàng là đồ tiểu nhân, thiếp với cấp huynh quang minh lỗi lạc, chàng nghĩ thiếp như vậy sao? Trương Xuân Qua, nàng không nói lý lẽ, nàng ép ta phải dùng gia pháp đúng không? Đúng rồi. Cứ thử đi, chàng cứ thử đi. Đưa lại cho thiếp. Đừng vậy mà. Qua đi. Đừng vậy nàng mà. Qua đi. Ta đánh đâu có lại nè. Đừng đánh nữa. Muốn chạy hả? Chàng nghe đây Tư Mã Ý, hôm nay thiếp còn ở đây, đừng hòng bắt cấp đại ca. Ta là Ngũ quan trung lương tướng Tào Phi.
Nay có người của phủ thừa tướng Từ Thứ đưa mẹ về quê trốn tội phản quốc, hiệu sự phủ cấp bố phụng mệnh truy nã, nhưng niệm tình hiếu thảo tự thả tội phạm. Trong đây, phu nhân, ba ngày nay đã tạ hai người cứu giúp, nhưng mà tôi lẩn trốn ở đây cũng không phải cách giải quyết gì. Hơn nữa tôi cũng không muốn phải trốn như vậy cả đời. Phu nhân, tôi tin lời của Trọng Đạt, tôi theo quân ấy. Có thể là Trung Lương tướng sẽ không giết tôi thật. Cấp đại ca, đừng tin chàng ấy. Chàng ấy thấy lợi ích nên nói giáo cho giặc. Ân quán của phụ tử Tào gia lấy huynh làm chốt thí, huynh không thể đi được. Phu nhân, sống là phúc của cấp bố, chết cũng là số của cấp bố. Coi như tôi đem cái mạng mà hai người đã nhặt về trả lại cho hai người. Ta lặp lại lần cuối, Trung Lương tướng dương cờ nhân nghĩa là cách duy nhất để cứu cấp bố đại ca. Từ Mã Ý, chàng phải hứa với thiếp, chàng không để cấp đại ca có chuyện gì. Đảm bảo không làm cho nàng buồn. Lùi xuống. Tôi là một người thô lỗ, nhưng cũng hiểu được hai chữ nhân nghĩa. Công tử dùng hai chữ này đánh giá tôi, dùng hai chữ này gọi tôi, tôi không dám không tới. Tội nhân cấp bố, tới đây cúi đầu tự thú. Không được giết nghĩa sĩ. 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 Các vị yên tâm, ta đã từng thề dưới cờ nhân nghĩa, nếu cấp bố chết ta cũng sẽ đổ máu. Xin các vị yên tâm, ngày mai tiếp tục ở đây chờ tin. Giết chủ bộ, Đinh Duyện thuộc, thừa tướng truyền lệnh, trời cũng đã tối. Nếu không có quân vụ khẩn cấp, mời hai vị ngày mai hãy quay lại. Lần này lớn chuyện thật rồi. Xem bộ dạng đắc ý của Tào Phi hả? Phải nói với thừa tướng, lập tức giết chết cấp bố. Thừa tướng không gặp hai chúng ta là đúng rồi. Đây là chuyện riêng của nhà thừa tướng, chúng ta không nên xen vào. Quỳnh coi, sự việc lần này hai chúng ta có nói 10 câu cũng không bằng Tử Kiến công tử nói 1 câu.
Đúng vậy. Theo huynh đoán ý này là do ai nghĩ ra? Trần Quần Ngô Chất không thể nào là của Tào Chân được. Họ đều không thể tài trí như vậy đâu. Chắc chắn là hắn ta. Đi thôi. Thừa tướng, cấp bố đã tới. Âm thầm có đúng không? Theo lệnh của thừa tướng, che kín mặt mũi, không để người khác nhận ra. Cởi trói đi. Làm điều thừa thải. Hắn muốn trốn thì đã không quay về tử thú. Cấp bố. Có tội nhân. Người đã trốn thoát rồi, sao còn phải tự sa vào lưới? Tội nhân thấy cảm động nhân nghĩa của thừa tướng và công tử. Tự thấy bỏ trốn là một sự sỉ nhục nên đã quay về tử thú. Khẩn xin thừa tướng trách tội. Nhân nghĩa. Ai dạy cho ngươi dùng nhân nghĩa uy hiếp ta? Tội nhân không dám uy hiếp thừa tướng. Chỉ là tội nhân nghĩ thừa tướng là hào kiệt đương thời, có chết trong tay của thừa tướng, có thành ma cũng là hào kiệt, còn hơn trốn chạy khắp nơi là một kẻ phụ nghĩa. Hay, hay lắm. Ta nghĩ ra kết thúc cho ngươi rồi. Mã Nguyên lệnh tạm giải cấp bố về giam trong huyện nha. Đừng làm khó hắn. Tạ ơn thừa tướng. Mã phụ quân. Thừa tướng. Hôm nay trong lúc ông theo dõi, ông có nhìn thấy Tư Mã Ý không? Thần không thấy Tư Mã Ý. Người mà thần phái tới canh nhà Tư Mã quay về bẩm báo, cả ngày hôm nay hắn ở trong phủ, không hề ra ngoài. Người này hiểu rõ binh pháp, bất động như sơn, cố ý làm lớn chuyện này, thu hút sự chú ý của ba tánh Hứa Đô, kinh động cả báo quan triều đình, vẫn nghiễm nhiên ngồi trong nhà. Thừa tướng cho rằng sự việc hôm nay là Tư Mã Ý hiến kế cho Trung Lương tướng à? Báo, ngũ quan Trung Lương tướng cầu kiến. Ông xem, hài nhi của ta lại mất bình tĩnh rồi. Truyền nói vào đây. Dạ. Mà ông phụ quân, ông lùi xuống trước đi. Thừa tướng, sáng mai trên đài cần sắp xếp thêm đạo phủ không? Sao các ông cũng nôn nóng vậy? Giết một tên cấp bố, thanh kiếm của Mã Nguyên lệnh không đủ à? Thần lỡ lời, thần biết tội. Phụ thân, cấp bố đã bị bắt, con tới để báo với phụ thân. Tốt lắm, tốt lắm. Cấp bố tuy phạm đại tội, nhưng mà niềm tin tự thú có thể cân nhắc giảm nhẹ. Sao con lại dám thay ta hứa hẹn không giết chết hắn? Hài Nhi không dám. Nhưng Hài Nhi cho rằng nếu phụ thân tha mạng thì ba tánh sẽ cảm kích ân đức của người. Nếu phụ thân giết hắn, làm đúng theo lễ pháp, người bị thiên hạ chỉ trích, chỉ có một mình Nhi thật. Lời ngon tiếng ngọt, thứ ba tánh cảm kích là ân đức của Tào Phi con. Được rồi, giờ cũng đã trễ, con về trước đi. Ngày mai ta sẽ có quyết định. Dạ. Phụ thân nghỉ ngơi sớm, Nhi thần cáo lui.
Phu nhân, cả đêm nàng không ăn gì hết, ăn chút cháo đi. Tuy kế sách của ta không phải là hoàn hảo, nhưng hiện giờ đó là cách duy nhất. Phu nhân, hoa cải chúng ta trồng nở rồi kìa. Tỷ tỷ, tỷ phu, tỷ tỷ, tỷ phu, tỷ phu nói đúng. Hôm nay đại quan trong thành đều có mặt hết. Còn cấp bố đại ca, ngũ quan trung lương tướng tạm giao huynh ấy trong huyện nha Hứa Đô. Sau đó ngày tới chỗ thừa tướng xin chiếu thư đặc xá rồi đó. Tỷ tỷ, tỷ đừng lo nữa. Hôm nay muội thấy ba tánh trong thành đều xúc động, ai ai cũng vỗ tay tán thưởng cấp đại ca và trung lương tướng. Muội đoán Tào thừa tướng muốn lấy lòng dân sẽ tha cho cấp đại ca thôi. Tôi vẫn chưa yên tâm. Tào Tháo là người hung ác, sao có thể nương tay được.